Xin chào mọi người. Hiện tại bây giờ thì Hùng đang có mặt tại tiệm tóc Đông Tây Barbershop. Và trong nửa tháng vừa qua thì khi mà Đà Nẵng có dịch thì mình nghe thấy Đà Nẵng có dịch cái là mình đã tự giác là nhà mình không có đi hát luôn. Nhưng mà bây giờ sau nửa tháng không đi thì thực sự là rất là nhớ âm nhạc. Và cũng có rất là nhiều bạn đã comment trên kênh của Hùng là bây giờ là không có video mới cho các bạn xem thì các bạn rất là buồn. Cho nên là nó đã thôi thúc cho mình một cái việc là thôi bây giờ trước khi mình comeback là mình phải đi hớt tóc lại cho nó trẻ trung đó. Và đây là một trong những cái tiệm tóc rất là quen thuộc, đã giúp Hùng có những cái mái tóc rất là tự tin khi mà mình đi hát ở đường phố. Ok, và bây giờ đây là một cái địa điểm mới nhất, vừa mới di chuyển về ở bên đường 3 tháng 2. Bây giờ thì cái địa chỉ này là địa chỉ gì em nhỉ? 118 đường 3 tháng 2, chung cư Hà Đô, tòa 91. Ok, đó, nếu mà các bạn nào chúng ta muốn có cái mái tóc đẹp thì mọi người có thể ghé cái địa chỉ này. Bởi vì đây là một trong những cái địa chỉ quen thuộc đã giúp tôi lấy được cái sự tự tin khi mà mỗi lần mình đi hát, mình vút quát cái thứ nhìn đầu nó rất là đẹp. Ok, và đây là một trong những anh chàng đã tạo lên những cái kiểu tóc đó cho Hùng. Mọi người nếu mà có thời gian hay là muốn có mái tóc đẹp thì mọi người có thể đến đây nhá. Rồi, bây giờ thì trước khi ngày mai tôi comeback lại sau nửa tháng thì bây giờ sẽ dành ra đây 30 phút để làm lại cái mái tóc đã. Hôm nay thì rất là mong là Phương sẽ giúp anh có một mái tóc thật là đẹp nhá. Ok, và như mọi người thấy thì đây chính là cái mái tóc của tôi sau khi đã hoàn thành xong. Không biết là cái kiểu tóc này thì đặt tên là gì không? Kiểu này là kiểu Spock. Đấy, nếu mà nào chúng ta muốn có một cái mái tóc nhìn nó trẻ trung mà nhìn nó chuẩn men thì mọi người có thể ghé với cái địa chỉ nhắc lại một lần nữa. 118 đường 3 tháng 2, chung cư Hà Đô, tòa 91. Ok, đây chính là Đông Tây Barbershop. Và có thể đến để gặp Phương để có thể có một cái mái tóc đẹp nhá. Bây giờ thì chắc là tôi sẽ về để tôi tắm rửa thay bộ đồ. Hôm nay thì tôi sẽ ra Vĩnh Khánh, trở lại sau nửa tháng ở nhà rất là buồn, nhớ mọi người. Ai cũng bảo là sao không có clip hát cho mọi người nghe, tại vì nửa tháng này ở nhà mình có clip nên là bây giờ ok, một tuần sẽ đi hát một hoặc hai buổi thôi, ít ra mình cũng nhớ khán giả và mình cũng cố gắng mình đi hát để quay những cái video cho mọi người xem, đúng không? Rồi bây giờ cảm ơn Phương cũng như là Đông Tây Barbershop đã giúp mình có một cái mái tóc rất là đẹp. Bây giờ là tóc này phải giữ đến lúc mà mình ra Vĩnh Khánh thì nhìn nó mới đẹp trai được. Rồi bây giờ mọi người cùng theo bước chân của Hùng để ra Vĩnh Khánh với cái show nhạc hôm nay nhá. Chào. Xin chào tất cả mọi người. Ok, như mọi người thấy bây giờ đây là mái tóc mới sau khi tôi vừa mới đi hớt xong. Tóc đẹp không? Giữ nhá. Giữ tóc rồi nhá. Không đổi nhá. Vậy hiện tại bây giờ thì Hùng đang có mặt tại đường Vĩnh Khánh, quán Ốc Oanh. Và sau nửa tháng ở nhà thì khá là buồn cho nên là hôm nay mình quyết định comeback ở ngoài Vĩnh Khánh. Và một tuần thì mình sẽ đi hát một hai buổi gì đó để mang âm nhạc đến với mọi người, cũng như là có những cái video để gửi đến tất cả mọi người. Đây mọi người thấy hôm nay mặc đồ đẹp không? Nice, giày Gucci nhưng không phải dạng vừa đâu. Ok, trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều người bạn xem trên kênh của Hùng thường hay hỏi là Hùng hay mua quần áo ở đâu. Thì hôm nay Hùng cũng dựa trên cái video này để chia sẻ cho mọi người. Thực ra là ngày xưa thì Hùng cũng có bán đồ, nhưng mà do thời gian nó khá là bận rộn cho nên là bây giờ mình không có bán hàng như ngày xưa nữa. Mình chỉ bán bột yến mạch thôi. Còn quần áo thì lúc thì mình đi ngang qua một vài tiệm nào đó mình thấy đẹp thì mình ghé vào, còn không thì mình mua ở Vincom hoặc là mình mua bán hàng online. Có nghĩa là có rất là nhiều shop người ta chạy quảng cáo và mình lướt Facebook mình thấy rồi vào mình mua. Cho nên là có rất là nhiều người bạn hay hỏi là Hùng mua ở đâu thì Hùng không trả lời chính xác được, bởi vì đa số là mình mua online đó, hoặc là chạy ngang cái shop nào đẹp thì mua thôi. Còn nhiều bạn cũng hay hỏi mình mua vàng ở đâu thì mình ra tiệm vàng, các bạn thấy cái sợi nào nó đẹp hay là các bạn muốn cái sợi nào nó như thiết kế thì các bạn đặt, người ta sẽ làm cho các bạn thôi. Ok, rồi hôm nay thì mọi người cùng theo bước chân của Hùng đến với lại thứ bảy là máu sẽ chảy về tim. Và hy vọng rằng ngày hôm nay Hùng sẽ mang âm nhạc đến với tất cả những cái người ở quán Ốc Oanh. Và hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc âm nhạc thật là nhiều niềm vui nha. Đi thôi, let's go. I'm not afraid of the dark.
tim vào giây phút này. Không ngờ đêm ngày mai chỉ mong anh. Xin lỗi em không xin lời anh. Không một ai được phép tổn thương lên người ta này. Ok. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, khoảng cách nhau mà ta tạo ra dấu trắng hết. Phải nhận đau một lần mơ thấu. Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay, sẽ vút mát về sau. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không sao. Lỡ là người yêu không, thế thì mong sướng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh có chấp ngày dài. Điều sao cuối anh làm, nụ cười em đến hết tí. Cứ có nỗi buồn là để anh lo. Đấy, vừa hát mà các bạn nữ quay sẽ như thế này thì có động lực thêm nữa. Hello sir, what are you from? Okay, let me sing some English song for you. Okay, the last song. Are you good? Okay. Dần dần nhận ra ta không còn thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa. Nào nhau, anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không sao. Lỡ lầm người yêu không, thế thì còn sức đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng yêu thế. Anh lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh có chấp ngày dài. Điều sâu cuối anh là, nụ cười em đến hết tim. Cứ nỗi buồn lại đây anh mà. Anh có chơi TikTok không ạ? Anh có chơi. Anh tính ngang về follow TikTok này nè. Rồi, ok. Hello sir. Ok. Yeah, I will sing a song English for you. Did you know Modern Talking? Okay, this is my favorite song, a Cherry Cherry Lady. And I will sing that song for you. Okay, good job. Yeah, okay, let's sing together this song. Yeah, okay. Okay, I will sing for you. Rồi, ở đây là do có cả người nước ngoài nữa, cho nên là Hùng sẽ đổi không khí vào một ca khúc tiếng Anh. Okay. Are you ready? I get up, I get down. Oh my God.
So what like the first time, let me take a bow. Oh, show me, show me, let me play some more. Take my heart and lose it, listen to your heart. Oh, show me, show me, let me play some more. OK, hôm nay sẽ là lần đầu tiên mà em đi bán bánh mà em đeo khẩu trang, cho nên là anh chị chúng ta cũng thông cảm nha, tại vì em chỉ sợ cái việc mà mọi người tiếp cận với ai đó thì nó sẽ hơi nhạy cảm trong cái mùa dịch này, nên là em xin phép là đeo khẩu trang để tiếp cận với mọi người cho nó dễ hơn nhé. Và rất là mong anh chị đây chúng ta có thể ủng hộ. You can spot me. OK, một hộp hay là một cây? một cây 10.000 mà một hộp thì tặng luôn thằng bán bánh. Yeah, OK, how many tickets? 20 cờ. Lấy cho mình 2 cây đi. Đấy hả? Thế đưa thêm số không nữa có sao đâu. Và như mọi người thấy, trong cái thời gian dịch như thế này, nếu như mà tôi đeo khẩu trang vào để tiếp cận với lại những người khách ngồi đây cũng là một cái hành động rất là thiết thực. Họ sẽ cảm giác nó gần gũi và tôi cũng dễ để chia sẻ cũng như là bán bánh hơn. Và đa số thì hơn 90% họ đều mua để ủng hộ. Sau khi mua xong thì cũng có rất là nhiều anh chị yêu mến, người ta đặt những cái câu hỏi như là tôi có hay hát ở đây hay là không, rồi yêu cầu một vài những ca khúc khác. Đó, mọi người thấy không? Đây, bàn người Hàn này ủng hộ tôi 400 ngàn này. Đó, cầm trên tay. Và sau đó lát nữa trở lại tôi có hát một ca khúc tiếng Hàn để dành tặng cho họ. Đó, đây bàn này cũng là người Hàn này. Việc mà họ ủng hộ thì nó rất là dễ đối với tôi. Và tôi cũng cảm giác tôi rất là vui. Bởi vì khi mà mình đi hát, cái việc mà mình bán bánh hay là tiếp cận với khách hàng, người ta đều mang lại cho mình một cái sự vui vẻ. Đấy, mọi người thấy không? Tôi mời bánh thì ai cũng đều mua cả. Tôi cảm giác rất là vui. Bạn này cũng mua 4 cây này. Rồi, sau khi mà bán bánh xong thì mình quay trở lại ra để tiếp tục mang lại những ca khúc mà mọi người yêu cầu. Và đầu tiên là cũng cảm ơn gần như là tất cả những chị trong quán đều đã mua bánh ủng hộ cho em. Và ở đây có một bạn anh từ Hàn Quốc. Hey, Korea. Ok, bạn anh lấy thì chỉ lấy có em 1-2 cái bánh thôi, nhưng mà ủng hộ em tới mấy trăm ngàn. Và bây giờ em sẽ hát một ca khúc Hàn Quốc để dành tặng cho bạn của mình. Ok, và trong thời gian vừa qua thì cái chương trình rap Việt nó đang rất là hot. Và bây giờ thì em đã trỗi dậy lại cho mình những cái ca khúc mà từ cách đây 3-4 năm bắt đầu, lúc mà em mới đi hát đường phố là em rất là hay hát những cái bài này. Mà mấy năm rồi không hát, mà mấy anh nhân viên ở trong quán nước anh thì rất là thích nghe nhạc rap. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc Hai Thế Giới, xin mời tất cả mọi người cùng nhau lắng nghe. Bài này mấy năm rồi không hát đó. Và sau bài hát này nếu như có yêu cầu thì em sẽ tiếp tục chương trình nhá. Cho nên là nếu anh chị nhà chúng ta có muốn yêu cầu ca khúc nào thì mọi người có thể chia sẻ. Yeah. Không biết còn thuộc lời không? Lâu quá rồi. Korea. Bye bye. Nice to meet you. Thank you. From the south. Yeah. Bài này là đúng theo yêu cầu của mấy anh ở quán nước ngoài, rất là thích nghe nhạc rap. Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em, ghế bên vai và chơi sân bay, em cầm chân tay hết đêm nay uống cùng say. Đến ngày mai tiếp bài trai, em thích gì anh cho đó, em thích bên lề anh cũng cho, anh thích y la anh vẫn lo cho đến em, vì anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là cả thế giới này thuộc về em, chỉ cần em đi với anh là những vấn đề của em anh dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ, anh vẫn rất yêu. Thằng cường nó đi với em trong Ferrari còn anh thì thiếu. Anh nắng lên từ gần phố, chú xe hơi không có đường vô. Mưa xuống hướng nước bằng tô, chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh họ gọi là ổ. Thế giới em sẽ tìm vị, còn thế giới em sẽ tìm đó. Em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 5.000 nó cũng chưa đổ. Đang ngoài đường anh gặp được em, anh xin số thì em say no. Yo. Bây giờ nó không đi bằng cái số đâu, nó được nghe, nó nghe em hát từ tối. Nghe chú hát. À được. Chỉ lên mấy cái ạ. Trời ơi, thì người ta tuyển mày cho thế nữa không? Em muốn gặp Trần Đức Bo, anh sẽ cho người hẹn giờ chứ. Em muốn chưa được sang người, anh sẽ cho quý cơ đến lúc. Thế nhưng gì em muốn, chỉ cần em nói thích là được. Và tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra nếu như anh là thằng ăn cướp. Đơn giản anh không tự tìm, không giàu có giống như đại gia. Đợi đợi xíu ông nội. Thế thiệt đúng không chị? Anh không có nhiều gia tài, anh không
đủ sức cho em tiền say như thằng công tử vô núi Đà Lạt. Những thứ tay anh làm cho em tất cả đều xuất xứ bằng tay. Bên cạnh là chiếc xe máy còn tàn chở em đi học hàng ngày. Còn thứ nó mua tặng em gồm cốc xuất phát tiểu cầu tiền dành ăn mặc sang trọng có tiền có quyền và đành người mẫu ngồi trong Bentley. Anh muốn em là của anh nhưng cuộc sống lại không cho phép. Khi nhìn đối diện thực tế kinh phí anh vẫn còn quá eo hẹp. Anh muốn được mặc đồ vest và ngồi ôm em trong veo vẹt nhưng làm sao được khi đi công lúc anh toàn bị bổ đi chân bằng dép. Chỉ cần thiếu tiền thôi. Bán chơi mơ vô 2 sợ. Vì cái này gặp Trần Đức Coi. Cho em được hết tình hết nhạc là con người anh lúc trước bước cái là nghèo anh chỉ sợ em không theo anh nói trước theo anh chỉ có cái buộc em thường ngày đói mèo anh đã nói là anh vẫn nghèo chuyện về tiền bạc anh không chắc đến mức anh biết Việt Nam thắng Lào nhưng khi gặp nghèo anh không bắt vì anh không tiền nên bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá anh lo mọi thứ đều do bạn anh cho nên anh biết em về với anh hai đứa mình chỉ ăn được bò công việc anh vẫn hay thường làm đi chạy là giao với em từng lâu anh để thằng chủ sai cái cuốn từ tờ vô ly mẹ cái sau chữ số chắc nó nghĩ anh tên xin nên đặt tên tên lót là ô nó bắt anh chạy ra chạy vô chạy giao hàng giống như là chạy xô chạy các phố từ Sài Gòn đến cuộc tôi như thằng cu ly nhìn anh chạy SHI nhưng thực chất anh không có gì tất cả những thứ anh đang xài đều là do mẹ em cho free nếu em nói yêu anh trừ khi em là cô gái không biết suy nghĩ Buổi biểu diễn của tôi vừa đã xong thì nó chỉ khoảng tầm 6-7 bài thôi. Mình thì đến một cái quán nào mình hát không có nhiều. Mình là một người có thói quen là khách yêu cầu thì mình sẽ hát. Còn nếu như mà hết yêu cầu rồi mình đi bán bánh xong mình sẽ tạm nghỉ. Bởi vì mình cứ hát hoài mà không có yêu cầu thì nó sẽ là không là âm nhạc. Và đôi khi mình lại gây phiền đến cho những cái người khác. Cho nên là cứ để cho khách người ta yêu mến thì người ta sẽ yêu cầu. Còn không mình hát đến cái mức đó là đã tạm đủ rồi. Mình đi bán bánh thì hầu như là 90% khách người ta đều đã mua và ủng hộ rồi, đúng không? Thì điều đó nó cũng đã đủ với một cái người mà đi hát. Hôm nay thì mình chỉ hát được vài bài thôi. Bởi vì cái quán kế bên thì hôm nay nhà người ta có việc nên là bảo là hôm khác hãy hát. Ok, như mọi người thấy thì Hùng cũng đã cố gắng đi hát trong cái mùa dịch này. Một tuần thì cũng cố gắng đi hát 1-2 buổi để có những cái video mang lại đến cho tất cả mọi người. Và nếu như mà các bạn xem xong cái video ngày hôm nay, các bạn muốn kênh của Hùng ngoài cái việc hát cover ra còn có những cái nội dung gì thì mọi người hãy comment cho Hùng biết để Hùng tham khảo. Và nếu như nội dung nào mà Hùng cảm thấy Hùng làm được phù hợp thì Hùng sẽ làm để gửi đến cho tất cả mọi người. Và xem xong mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hùng đạt được 600.000 subscribe nha. Thank you so much. Xin chào. Cả nhà nhìn là biết tôi đang ấy rồi đúng không? Ok, nếu bạn nào theo dõi Hùng trong thời gian vừa qua thì mọi người biết Hùng luôn luôn tự hào chia sẻ về một dòng sản phẩm Hùng đã dùng để làm đẹp 5 năm qua, đó chính là bột yến mạch. Và trong hơn 2 năm kinh doanh dòng sản phẩm này, Hùng đã tạo dựng nên được một thương hiệu mang tên riêng của Hùng mà rất là nhiều khách hàng yêu mến trên toàn quốc gọi Hùng một cái tên rất là trìu mến, đó chính là chú Hùng yến mạch. Và trong thời gian mà Hùng kinh doanh thì Hùng đã nhận được rất là nhiều những cái đóng góp chia sẻ của khách hàng. Cho nên trong 4 tháng tìm hiểu vừa qua, Hùng quyết định nâng cấp dòng sản phẩm của mình lên một tầm cao mới. Và ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người, đó chính là dòng sản phẩm được mang tên bột yến mạch ngọc trai. Và như mọi người thấy, trên dòng sản phẩm này sẽ có logo, tên và chữ ký của Hùng. Để thứ nhất là tránh hàng nhái, hàng giả. Và cái thứ hai, có rất là nhiều khách hàng yêu mến, muốn có một chút gì đó kỷ niệm khi mua hàng của tôi. Cho nên là tôi sản xuất hàng loạt luôn. Và cách dùng sản phẩm này rất là đơn giản, mọi người nhìn nhá. Ok, và bột yến mạch ngọc trai có những cái hạt li ti sẽ cung cấp cho bạn collagen thẩm thấu đều vào da, giúp da chúng ta trắng mịn một cách hồng hào tự nhiên. Những làn da bị mụn, bị thâm, sử dụng dòng sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ mang lại cho bạn một hiệu quả rất là tuyệt vời. Hùng cam đoan và đảm bảo với các bạn rằng là chỉ cần rửa mặt lần đầu tiên xong, bạn sẽ cảm thấy da mặt mình rất là nhẵn mịn. Và mình sử dụng lâu dài, nó sẽ mang lại cho bạn một làn da rất là tuyệt vời. Ok, và nếu bạn nào chúng ta quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể lên Facebook và gõ fanpage Trần Quang Hùng. Hãy inbox cho Hùng để Hùng có thể tư vấn cho bạn rõ hơn chi tiết về dòng sản phẩm này nhé. Rất là mong khi sử dụng dòng sản phẩm này, các bạn có thể tự tin khi đi ngoài giao tiếp mà không cần phải make up, cũng như là tạo thêm được nhiều mối quan hệ quen biết. Vì chúng ta có làn da đẹp thì chúng ta sẽ luôn luôn tự tin, đúng không nào? Hiện tại Hùng đang mở một tiệm kinh doanh loa kéo tại địa chỉ 154/51 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8. Kinh doanh những mẫu loa Hùng đã hát trong thời gian vừa qua.
Tại đây, Hùng kinh doanh những mẫu loa 3 tấc, 4 tấc, 4 tấc đôi, 5 tấc và loa điện. Bạn nào quan tâm có thể đến địa chỉ Hùng vừa đọc hoặc số điện thoại hotline để tư vấn 0938110150 hoặc website hungeuro.com để tham khảo nhé. Hùng sẽ tư vấn cho mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều.